Nè cô chú anh chị, mưa rất là to luôn. Những hôm nay chủ nhật mà những trời mưa như vậy thì mấy cô chú anh chị mình buôn bán thì nó có nghĩa là một ngày rất là vất vả nữa rồi đó. Mưa rất là to luôn. Đây cái cô này buôn bán rau chú bên kia là bán thịt nè, cô này bán chè nè cô chú anh chị. Trời mưa mà buôn bán như vậy thì bữa nay là một ngày vất vả rồi cô chú anh chị ơi. Phía trước này có rất là người ta buôn bán cái gì, cô này bán xôi. Mưa nè, nước như đổ nước luôn, mưa như trút nước vậy cô chú anh chị. Mưa rất là lớn luôn. Ở đây là chợ Bàn Cờ, cái chợ Bàn Cờ có cổng sau của chợ Bàn Cờ cô chú anh chị. Chợ Bàn Cờ thì ở cái cổng lớn của nó thì ở đường Nguyễn Đình Chiểu á. Vậy trời mưa mà người ta buôn bán như vậy nè cô chú anh chị. Ở đây là một xe rau cải luôn, đầy một xe luôn á cô chú anh chị. Trời mưa như vậy thì buôn bán biết chừng nào mà cho hết. Ở đường Nguyễn Đình Chiểu, ở đường Nguyễn Thực này hướng này là mình sẽ đi về đường đi về đường gì tự nhiên con quên mất tiêu rồi. Đi về đường Điện Biên Phủ. Dạ, còn hướng này là mình sẽ đi về khu ở ngoài bệnh viện Từ Dũ nè. Quá mưa rồi cô chú anh chị ơi. Mưa khủng khiếp luôn. Em sẽ đi vào, em sẽ quay một vòng ở trong cái chung cư Nguyễn Thiện Thuật cho cô chú và anh chị mình cùng xem. Hôm nay là ở trong chung cư này, đó là một cái khu ẩm thực của Bàn Cờ của nó cô chú và anh chị. Đây là một tiệm bán chà giỏ rất là, giò chả rất là nổi tiếng luôn, tiệm Tường Vi nổi tiếng quận 3 mà nó cô chú và anh chị. Nói tới chả giỏ giò chả Tường Vi thì ai cũng biết, rất là nổi tiếng đó cô chú anh chị. Ở đây là chung cư Nguyễn Thiện Thuật mình nè. Trời mưa như vậy thì bà con mình hết làm ăn, hết buôn bán luôn. Đây có một cô này bán chè, áo chè mà có mặc áo mưa, có buôn bán luôn. Em sẽ đi dài vào trong chung cư. Anh sẽ chia sẻ một số hình ảnh ở trong chung cư của bà con mình có buôn bán những ngày trời mưa này như thế nào nha cô chú và anh chị. Ở đây có một chị bán xôi nữa nè, bán há cảo. Phía trước này người ta buôn bán chuối nè cô chú anh chị, rất là nhiều. Anh sẽ đi dài vào trong chung cư. Ở hướng này là mình sẽ đi ra ngoài đường Lý Thái Tổ luôn cô chú anh chị. Đi ra ngoài chung cư đường ray á, chung cư đường ray rồi mình sẽ đi ra ngoài đường Lý Thái Tổ mày. Mưa rất là lớn luôn, mưa từ lúc sáng tới giờ, nước tuôn tầm tã luôn. Mưa lớn kinh hoàng lắm cô chú anh chị, mưa lúc sáng ổng mưa xong ổng tạnh rồi giờ này ổng lại ổng mưa tiếp á. Bà con mình chỉ trông chờ được một ngày buổi sáng để mà để buôn bán, mà mưa như vậy thì bà con mình hết làm ăn, hết buôn bán. Hôm nay là một ngày rất là vất vả rồi đó cô chú anh chị. Ở hướng này là mình sẽ đi dài đi ra ngoài chung cư đường ray luôn đó cô chú anh chị, chung cư đường ray rồi mình sẽ đi ra ngoài đường Lý Thái Tổ nữa luôn. Lý Thái Tổ mình sẽ đi về ở bệnh viện Từ Dũ á đó. Mưa tối mặt luôn đó cả nhà. Em sẽ đi dài đi qua bên chung cư, đi dài vào vào trong chung cư nha cô chú anh chị. Em sẽ chia sẻ những hình ảnh nha, coi cuộc sống của bà con thì nó trong chung cư như thế nào nha. Mưa quá mưa rồi. Có chị này nghỉ buôn bán luôn mà, chỉ đóng thùng chỉ dẹp luôn rồi. Phía trước cô kia, chị kia bán chuối mà giờ này mưa quá trời ổng mưa cô bác ơi.
Em cầm cây dù mà mưa muốn sạch cái dù luôn cả nhà. Ở đây là cái khu ẩm thực Cồn Cà này rất tối, rất là đông khách du lịch, khách nước ngoài á, người ta tới đây người ta tham quan, người ta thưởng thức những món ăn thuần túy của người Việt mình đó cô chú anh chị. Buổi tối có mà những sinh viên bên ngành du lịch đó, họ hướng dẫn cho khách du lịch nước ngoài đi tới đây. Ở đây một quán cơm, rất là lớn luôn. Dạ, em sẽ đi ra ngoài đường Hoàng Cờ, đường Nguyễn Thịnh Thuật tại cô chú anh chị. Hôm nay chủ nhật cho nên là vắng lắm các cô chú anh chị, Sài Gòn nó vắng lắm. Là chủ nhật chắc là do người ta không có làm việc, chứ hôm nay cộng thêm cái trời mưa nữa, cho nên là người ta nghỉ hết, người ta không ai ra ngoài đường hết, cho nên là nó vắng tanh luôn. Con chợ Bàn Cờ này buổi sáng rất là náo nhiệt luôn, rất là sầm uất luôn, nhưng mà hôm nay lại vắng tanh vắng teo luôn là do mưa. À, em sẽ đi ra ngoài đường kiểm tra thực, em sẽ quay một vòng con chợ Bàn Cờ lại cho cô chú anh chị mình cùng xem. Đó. Ở phía bên kia là chợ Bàn Cờ đó cô chú anh chị, khu ẩm thực Bàn Cờ đó, nó buôn bán rất là đông luôn. Đây là đường Nguyễn Thiện Thuật nè các cô chú anh chị. Đó. Đây mình hướng thật hướng này là mình sẽ đi về đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hết mưa rồi, cái này bớt mưa đó, ổng mưa tới, ổng cứ lúc mưa lúc không mưa. Hai bên đường Nguyễn Thực bà con buôn bán san sát nhà, quán ở đây là đa số là bán thức ăn, quán cà phê rồi kia đó cô chú anh chị. Ở chợ Bàn Cờ này nổi tiếng là khu ẩm thực của quận 3 mình. Em sẽ đi dài về đường Nguyễn Đình Chiểu cô chú anh chị. Em sẽ chia sẻ một số hình ảnh Sài Gòn buổi sáng ngày chủ nhật của những ngày cuối tháng 10. Hôm nay là mình bước qua những ngày cuối của tháng 10 rồi. Mình đã đi gần hết năm 2024 rồi đúng không cô chú anh chị. Nhưng mà sau cái đại dịch thì làm cho bà con mình rất là vất vả luôn. Tình hình kinh tế càng ngày trở nên càng nghiêm trọng, thất nghiệp quá nhiều luôn. Rồi những công ty giải thể dòng tự nhiên mà khan tiếng, công ty giải thể quá nhiều luôn. Rồi như là thống kê trên báo chí thì một ngày vậy có khoảng 100 đến 200 cơ sở doanh nghiệp nó phá sản, nó tuyên bố nó giải thể. Từ chỗ đó thì ra rồi những công ty nó giải thể sẽ làm cho công nhân, nó đào thải công nhân rất là nhiều luôn. Và những ngày cận Tết như vậy mà lại thất nghiệp nữa thì rất là khổ luôn cô chú anh chị. Ở bên kia có một xe rau đó, ở chợ Bàn Cờ mình nó bán hay những xe rau rất là to như vậy đó cô chú anh chị. Đó, nó đẩy ngược xe rau đi nó bán, bán không cần mặt bằng gì hết cô chú anh chị, cho nên người ta bán rất là rẻ. Thì ra ngoài chợ đầu mối ấy, người ta mua đầy một xe tất cả các loại rau bù bí mốt gì trên đó, rồi ta chở đi, ta chở đậu chỗ nào ta cũng bán được hết, không có thuê mặt bằng mặt gì hết. Cho nên là người ta buôn bán rất là rẻ, buôn bán cái giá rất là rẻ cô chú anh chị. À, rất là dễ mua. À, ở đây cứ phía trước mình đó là đường Nguyễn Đình Chiểu đó cô chú anh chị. Đó. Đường Nguyễn Đình Chiểu bên tay trái em sẽ đi về với đường Cao Thắng ở quận 3. Còn mình sẽ rẽ phải qua đây thì mình sẽ đi về đường hướng Lý Thế Tổ, ngã 6 Lý Thế Tổ.
Dạ, nó đi tới đường Nguyễn Thái Tổ, đường Nguyễn Đình Chiểu này nè cô chú và anh chị. Dạ, em sẽ rẽ phải vào đây. Em sẽ rẽ phải hướng đi về đường Lý Thái Tổ mà nó có chứ này trời. Trời rất là u ám luôn. Rất là tối. À, hướng này là đường phía trước mình đó là đường Lý Thái Tổ đó cô chú và anh chị. Em sẽ đi vào cái hẻm này, cái hẻm rất là sâu luôn. À, cái hẻm là hẻm đường Nguyễn Đình Chiểu đó cô chú anh chị. Sài Gòn mình mới có những con hẻm sâu thu hút như thế này đúng không? Con hẻm rất là sâu, rất là dài luôn đó cô chú anh chị. À, đó bà con trong này sống rất là sung túc, rất là đông luôn. Cuộc sống của bà con Sài Gòn mình rất là sung túc, rất là bình yên luôn, cái con hẻm rất là bình yên luôn. Cái con hẻm này nhà nước mình đang mới nông ra cho nó rất là rộng, chứ lúc trước cái hẻm này rất là nhỏ cô chú anh chị, bây giờ nông ra rất là lớn luôn. Hẻm 704 Nguyễn Đình Chiểu. Nông ra như vậy lắng mặt bằng cho thì mỗi người nhà nước đền bù cho mỗi người dân thì được 18 triệu để sửa lại cái nền ở phía trước. Đó. Mưa ngập rất là sâu luôn. Dạ, em xin kết thúc video đây nghe cô chú và anh chị, và hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong video tiếp theo. Dạ.